Thủ tướng Merkel run lẩy bẩy lần thứ 3 trong một tháng. Thủ tướng Angela Merkel hôm nay mùng 10 tháng 7 đã đón tiếp người đồng cấp Phần Lan, Thủ tướng Antti Rinne, tại thủ đô Berlin. Ông kính truyền thông một lần nữa ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Đức run lẩy bẩy khi đứng cạnh Thủ tướng Phần Lan trong lúc nghi thức đón tiếp đang diễn ra. Bình luận về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo, phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Merkel vẫn khỏe. Thủ tướng vẫn ổn và cuộc hội đàm với Thủ tướng Phần Lan vẫn diễn ra như kế hoạch, phát ngôn viên cho biết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Phần Lan sau đó, Thủ tướng Merkel khẳng định bà vẫn ổn để tiếp tục làm việc. Đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng Thủ tướng Merkel được nhìn thấy run lẩy bẩy khi tham dự các sự kiện ngoài trời. Thủ tướng Merkel hồi cuối tháng 6 khẳng định bà vẫn ổn, bất chấp nghi ngại của nhiều người về tình trạng sức khỏe của bà. Ngày 18 tháng 6, trong lễ đón tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Berlin, bà Merkel được nhìn thấy run lẩy bẩy. Sau đó, bà giải thích rằng mình bị mất nước trong lúc Đức đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Ngày 27 tháng 6, bà Merkel tiếp tục run lẩy bẩy khi nghe Tổng thống Đức danh oán Steinmeier phát biểu. Theo một nhiếp ảnh gia có mặt tại sự kiện, cơn run rẩy của bà Merkel kéo dài khoảng 2 phút và bà Merkel đã đan tay vào nhau, dường như để ngăn cơ thể bà rung lên quá mạnh. Trước đó vào năm 2017, bà Merkel cũng từng có biểu hiện rung lắc khi đứng dưới trời nắng nóng để dự một lễ duyệt binh trong chuyến thăm Mexico. Bà Merkel, người sắp bước sang tuổi 65, đang giữ cương vị Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4. Bà cho biết sẽ rời chính trường sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2021. Thủ tướng Merkel được biết đến là người có khả năng chịu được cường độ làm việc cao, trong đó có các cuộc họp xuyên đêm của Liên minh châu Âu, EU. Thành đạt. Theo RT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.